Khi rừng bán đảo Sơn Trà bị đốn để phục vụ cho việc xây dựng khu nghỉ mát, các chú vọc mất nhà khóc than thảm thiết. Vọc cha, mẹ bị người bắt giết hại ăn thịt. Vọc con thì bị bắt làm thú cưng. Theo bạn tôi phải làm sao, cứu hay không cứu? Trong suốt 6 năm qua, làm chuyên gia thiết kế web nhưng vẫn tay trắng. Làm thiết kế phần mềm nhưng vẫn trắng tay. Bởi vì cứu động vật. Và cho đến nay, khi tôi trở thành thầy người cá, hàng ngày phải đi dạy bơi để giúp các bạn hướng đến tình yêu thiên nhiên và động vật, nên không còn khả năng để cứu động vật như trước kia nữa. Teon đã mượn tiền giang hồ để thả thú, Teon đã mượn tiền ngân hàng để thả thú, Teon đã cầm đồ để thả thú, nhưng Teon vẫn không thể dừng lại việc cứu động vật của mình. Còn tiền là còn cứu. Cảnh sát hình sự từng gọi hỏi thăm Teon rằng có biết thả thú như vậy là phạm pháp không. Theo các bạn nghĩ, Teon thế nào? Làm cố gắng mọi việc để bảo vệ cho thế hệ tương lai, hy sinh cuộc sống của bản thân vì muôn loài mà bị gọi là phạm pháp. Nếu Teon không cứu những con vật sơ sinh này thì chắc chắn chúng sẽ chết, thả vô rừng cũng không được vì còn quá bé, không biết cách ăn uống tìm thức ăn, rồi cũng không có nơi an toàn ở trong rừng nữa. Gửi vào trung tâm bảo vệ động vật thì bị thiếu thốn thức ăn, không được chăm sóc tử tế cũng sẽ chết. Teon phải làm sao đây các bạn ơi? Chỉ biết trông chờ vào những video Teon chia sẻ giúp mọi người ý thức. Những gì các bạn đang thấy là vọc con bị mất cha, mất mẹ, ngồi buồn lắm lem, không còn thiết sống nữa, mà người bán họ gửi cho Teon để làm tin là con vọc vẫn còn sống tốt. Mà cái người bán cũng không phải là tên săn bắt vọc mà mua lại từ những người bắt ở trong rừng. Vọc cha mẹ bị chết thì bán vô quán nhậu để bị ăn thịt, còn vọc con nặng có 700 gram nên bán không được giá, toàn là xương không, nên mới bán làm thú cưng. Vì Teon bây giờ nổi tiếng là người cá cứu động vật ở trên mạng, nên cái người này mới tìm đến Teon để liên hệ. Tại sao các bạn không cứu động vật luôn đi, mà để có mình Teon làm việc này vậy? Ngay cả con gà Simsimi nó cũng kêu Teon là người cá cứu động vật. Các bạn có biết sống ở Việt Nam mà cứu động vật là phạm pháp không vậy? Trong khi thú vật được các viên chức cấp cao ăn thịt mỗi ngày, còn Teon thì cứu nó, kêu gọi người ủng hộ kênh YouTube để cứu động vật thì cũng bị ném đá. Thật sự Teon rất đau lòng nhưng không thể làm gì hơn. Teon muốn dẹp bỏ khả năng cảm âm hiểu được suy nghĩ động vật để trở thành bình thường, nhưng vẫn chưa làm được. Chắc Teon lấy vợ sinh con đẻ cái như người thường mới mất đi cái khả năng này. Còn bây giờ nghe được tiếng than khóc của động vật bị hại, Teon nhức đầu lắm. Teon không cứu không được, cho dù sau này thanh danh Teon bị hủy hoại, đi tù vì cứu động vật, nhưng còn tiền là Teon sẽ cứu động vật bất chấp. Các đệ tử người cá của Teon cũng xem đây làm gương. Liệu có muốn trở thành tiên cá, có được những thần thông cứu chữa động vật bằng khí công, hiểu được suy nghĩ loài vật, xuất thần thức ra bên ngoài, sống được ở nhiều thế giới hàng ngàn năm chỉ bằng một giờ ở cõi dục, và còn nhiều hơn nữa, nhưng đổi lại cuộc sống sẽ không có ngày nào bình yên vì tình yêu muôn loài? Cứ bơi theo phương pháp của Teon thì sớm muộn gì các bạn cũng có được những khả năng này. Teon biết sớm muộn gì cũng bị người thường hãm hại. Họ chính là con cái của quỷ vương tái sanh, đến thế giới này để tạo ra sự bất ổn, để trừng trị những người tội, để lấn át cái thiện, hủy diệt trái đất. Khi các người cá thức tỉnh sẽ được tiến hóa giống Teon. Thời gian giúp các bạn trở thành người cá cũng không còn nhiều nữa rồi, vì sẽ không ai để yên cho Teon cứu động vật đâu. Các phương pháp bơi lội để hướng đến sự thiền định Teon đã chia sẻ cũng nhiều rồi. Teon giúp các bạn bơi lội người cá để làm chủ được thân tâm ý, chứ không phải chỉ bơi cho các bạn để hơn thua nhau như kình ngư, biến các bạn trở thành những cỗ máy ăn thịt động vật đến muôn muội. Teon biết việc làm của động vật ở Việt Nam là sẽ không có kết quả tốt, nhưng vẫn làm. Và đến khi Teon cũng bị hại chết thì các bạn cũng không nên thương tiếc, bởi vì đâu có ai ủng hộ Teon cứu động vật. Các bạn vẫn còn ăn thịt động vật luôn mà. Nhưng yên tâm đi, chết đối với một tiên cá chỉ là thay đổi quần áo mới. Nếu các bạn còn sống mà biết yêu quý thiên nhiên và bảo vệ động vật thì mới bơi lội đến mức giải thoát được. Sự giải thoát này sẽ đưa các bạn đến các thế giới khác tốt hơn cõi này, mà không phải bị đọa địa ngục như người ở thế gian này.
Xem đi xem lại mấy đoạn video người bán thú gửi cho Tiêu nãy giờ. Vậy là phải vét hết tiền trong túi kiếm được những ngày qua nhờ dạy bơi người cá và bán đồ bơi lẻ tẻ. Cứu động vật riết mà một ngày chỉ còn ăn được một bữa, vẫn không đủ. Cha mẹ, anh em thì oán giận vì có tiền làm việc vô bổ. Cứu động vật mà để cả nhà bị liên lụy, bị người này người kia gọi hỏi thăm riết. Nhất là mấy người mà hỏi mua thú, tối ngày cứ anh ơi có bán rái cá không. Bởi vì tôi chia sẻ clip rái cá quá nhiều mà, tôi mà chia sẻ những clip cứu những con vật khác, chắc các bạn gọi banh cái máy điện thoại luôn quá. Nói về con vọc, chắc sẽ bị công an hình sự kiếm chuyện nữa. Còn những bạn muốn học bơi để trở thành người cá, cứ nhắn tin Zalo nha. Vì sắp tới tôi cũng sẽ ít sử dụng điện thoại. Rồi chắc chắn ngày mai tôi sẽ cứu con vọc này, rồi làm clip để nói về nó cho các bạn hiểu rõ. Để đừng có ai hại ăn thịt nó nữa, đừng có làm khổ nó nữa. Có trời đất chứng giám, dù thịt nát xương tan tôi sẽ cứu động vật cho đến khi nào nhân loại không còn muốn ăn động vật nữa mới thôi. Hãy đợi đây.